Thành phố Lào Cai hiện có 222 nhà văn hóa, hầu hết xây dựng từ 10 đến 20 năm trước, diện tích chật hẹp, xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu hoạt động cộng đồng tại khu dân cư. Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, hai phương án được thành phố triển khai đó là tại các phường, sau sắp xếp còn 79 nhà văn hóa đa năng phục vụ cho 219 tổ dân phố, trong đó xây mới và cải tạo 35 nhà, giữ nguyên 44 nhà. Như vậy thành phố sẽ điều chỉnh mục đích sử dụng 57 nhà văn hóa tại các phường. Đối với các xã, dự kiến sẽ xây dựng mới 78 nhà văn hóa xã và nhà văn hóa kết hợp khu thể thao thôn phục vụ cho 84 thôn, trong đó xây mới 44 nhà, còn lại sẽ được cải tạo, nâng cấp và giữ nguyên công năng sử dụng. Bên cạnh đó, điều chỉnh mục đích sử dụng đối với 36 nhà văn hóa xã các công trình nhà văn hóa sau xây dựng nâng cấp đảm bảo đủ điều kiện trang thiết bị hoạt động phục vụ các hoạt động cộng đồng cho nhân dân trên địa bàn